bag. Look what I bought today. Oh, look how big. Look at this. He's still alive. Very strong. Xin chào mọi người, hôm nay Lan mới có kênh YouTube để làm mực bằng, là làm về ăn uống nhỏ nhất Lan uống, cho nên làm về ăn nha. Hôm nay là có cu đá em vào mua giúp. Ồ, đã quá, to quá, mọi người ăn thử nha. Thì to quá, vừa bắt đầu đâu cậu. Ok, thử cái càng nhỏ nha, nhỏ mà bằng cái ngón tay cái luôn. Thử nha mọi người. Ồ, ồ chưa cứng lắm. Ồ thịt ngọt với sao luôn. Mặc cái này. Ồ càng nhỏ hơn sau thì mình ăn càng bự trước nha. Trời ơi, cái này, ôi, bự bằng cái tay, cái này là mình phải xài cái chạy, đẹp nha, ôi, à, thôi vậy. Ồ, để em. Ồ, cục luôn. Rồi mọi người nhé. Để với nước chấm. Rồi xong. Ồ. Thử nha. Ôi trời ơi, trời ơi, thịt nó chắc mà nó ngon. Thôi ngon quá. Quá ngon. Ô, rớt nữa. Ờ. Ôi, thịt nó dài, nó đã. Xong một cái nữa nha. Ôi trời, cái này đi giật tay. Hồi nhớ hồi ăn gì, nhớ hồi ở Việt Nam buổi chiều chiều hay ăn hải sản. Trời, ngon quá. Trời ơi, cái này ra được nguyên một cái rồi. Ôi.
Quá ngọt, quá chắc luôn. Rồi, hỏi lại kìa. Ăn đi vô ra. Con cua đây con cua đực. Thì mình thử con cua cá chứ thì nó có gạch trong nha. Thử nha. Hy vọng con có gạch. Thử khỏi thử uống ăn nha. Lâu lắm rồi mới được ăn ghẹ sống, cua sống như hôm nay. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đã quá. Ôi, hơi nước cùi lột quá. Lấy được luôn. Lấy ra phải cùi lột không ta? Chẳng phải đâu. Dạ tiếp viên ơi, cảm ơn. Cái này nè. Một trăm chục nước sốt lợn. Đây. Thật tươi. Ngọt. Chắc thịt. Đây mới ra mới tập tành làm YouTube. Hỏi muốn làm cái kênh gì. Nói kênh nói nhiều quá không biết gì, không biết nói gì cho nên nó giỏi gì nhất là giỏi ăn cho nên làm cái ăn uống. Nếu mà mọi người thích á hay là cảm thấy vui á đăng ký nhé. Đăng ký coi cho vui nha.
ở Việt Nam đi ăn hải sản là có cả gia đình đi luôn, nó vui, hay là bạn bè rồi đó đi ăn sẽ nó vui. Bây giờ bên đây ngồi ăn một mình quá. Mà bên đây á, thường thường á là chỉ mua đồ ở trong chủ đông thôi, hiếm được mua đồ tươi. Mẹ càng này ăn sau nha. Ôi à. Cho nên hôm nay á, em dâu mới mua giùm, đó là thôi lên làm kinh luôn, thì rất là đặc biệt. Ở Việt Nam mà mình thọc cái đuổi vô, rồi lấy đuổi thọc cái muỗng vô, nảy nó ra, rồi xong chưa quá. Đây bên này coi thử coi. Trời nói bài bản quá, chưa quá rồi. Này là thằng lưỡi nha. Coi ra ui sao nước không vậy? Ô cái này mà cứ cơm chắc chỗ mà ăn ngon. Nó có ngọt chắc như là gạch nhưng mà béo. Ôi trời. Làm chút salad ra, ngán quá. Một con to như gì á, bên đây là 15 euro một con. Tại nó còn sống mà nó tươi á, vậy không có mắc. Ngon, đáng đồng tiền. Rưới một chút nước sốt lên nữa nha. Cái nước sốt này hồi còn nít á, mẹ hãy làm để ăn hải sản cay mà bùng tai luôn mà ngon. Tới giờ vẫn còn nhớ, vẫn còn tự làm rất cay nhưng mà ăn hải sản là mới thiếu được. Ôi tuổi thơ nó ập về.
Hy vọng sau cái clip này có nhiều người đăng ký coi, coi cho nó vui nha. Làm cái kênh ăn uống. Mà ăn lấy ăn để không có ai coi tội nghiệp tôi. Thôi nó giỡn rồi. Coi kia cho vui. Ừ, nói nãy giờ nói bờ bên đây, ở bên đây à, mọi người không biết làng ở đâu, đang là 60 vĩ, đang là 60 vĩ được 13 năm rồi đó. Bây giờ ăn mấy cái này nhớ nhà. Nhưng mà kinh của làng là nói về ăn uống thôi. Là và bữa bên đây á, tới mùa thu á, bên đây có nấm á, nấm đùi gà, nấm đồ mình đi vô rừng mình hái vậy ăn. Có nhiều đồ, có nhiều thức ăn thú vị ở bên đây lắm, cho nên là mong muốn quay để chia sẻ cho mọi người cùng coi cho nó vui. Vừa ăn đồ Việt, mình vừa ăn đồ Tây luôn. Nó miếng cuối cùng ăn đi kiếm cái kẹp nha. Không à. Hello. Good morning. Hey ya. Busy. Răng để ô
thằng Tọ nha. Em nó ra nguyên một cái càng luôn. Đừng vậy nha. Ôi trời ơi, đẹp quá. Đó. Ôi dễ thương quá. Nè. Đó. Ồ. Tuổi thơm nó cứ ùa về. Vô bát. Tại vì hồi nhỏ ăn hải sản buổi chiều chiều á, là ông ba hay ngồi cua đá, là ông ba hay đập cái càng á, mình ngồi mình thưởng thức thôi. Bà nói vậy, tự nhiên hồi nhỏ tham ăn quá là cứ cắn, bà nói thôi đừng có cắn, gãy hết mấy cái răng luôn đó, đừng có cắn, để bà đập cho đó, bà ngồi bà đập. Hôm nay Lan mua được nhiều hải sản. Em Nho mua được rất là nhiều hải sản ngon, sò đi Việt Nam, mực trứng. Mà không biết mực trứng nấu có món gì cho ngon, mà nếu mà mọi người biết á, biết bình luận ở dưới cho Lan biết nha. Nấu ăn thử cho vui nha. Thôi nãy giờ chắc rồi, cái clip mình nó dài quá. Thôi Lan xin dừng clip ở đây nha. Nếu mà mọi người thích á, đăng ký ủng hộ coi cho vui nha. Giờ bye bye nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.